là giờ thánh nhạc Dân Chúa Đời Con do một nhóm anh chị em hằng tha thiết với thánh ca thực hiện dưới sự linh hướng của linh mục Phêrô Nguyễn Văn Tuyên. Chương trình được phát hình trên băng tần 57.3 của đài VNTV vào mỗi chủ nhật lúc 9:30 tối. Và chương trình Dân Chúa Đời Con Radio cũng được phát thanh trên làn sóng 1480 AM của đài Radio Bosa vào lúc 8:30 mỗi tối thứ ba. Kim Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình Giờ Thánh Ca Dân Chúa Đời Con, Kim Thúy xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. Và để mở đầu cho chương trình hôm nay, Kim Thúy mời quý vị theo dõi ít hình ảnh chúng ta đón mừng Chúa ngay tại Jerusalem và tại Roma đêm Giáng sinh ngày 24 tháng 12 vừa qua. Những thước phim quý báu này do Việt Catholic thực hiện. Và giờ đây Kim Thúy mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và anh chị em, trở lại Bethlehem, đúng nửa đêm. Đức Tổng Giám mục Pierre Battista Bizzabella là giám quản tông tòa của Tòa Thượng Phụ Jerusalem, cùng với các giám mục phụ tá của Ngài đã cử hành thánh lễ tại đền thờ Giáng sinh trên quảng trường Ngã Cỏ. Nơi đây là nơi ngôi hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Đây là nơi các tín hữu Kitô trên thế giới đều ước ao được một lần trong đời đón mừng Chúa Giáng sinh tại chính nơi thánh thiêng này. Tuy nhiên, đến được nơi đây không phải là dễ, vì phải vượt qua vô số các trạm kiểm soát của quân đội Do Thái. Đó là chưa kể bạo lực có thể bùng lên bất cứ lúc nào, và trong những ngày đầy biến động này, nhiều người sợ mình phải bị kẹt giữa hai làn đạn. Trong bài giảng, sau khi giải thích ý nghĩa của mầu nhiệm Giáng sinh, khi ngôi hai Thiên Chúa, vốn dĩ là Thiên Chúa, đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Đức Tổng Giám mục Bizzabella đã cầu nguyện cho hòa bình tại Jerusalem và kêu gọi các chính trị gia can đảm đưa ra những quyết định táo bạo, trong đó tôn trọng mọi dân tộc. Không có hòa bình nếu ai đó bị loại trừ. Jerusalem nên bao gồm, chứ không phải là loại trừ. Ngài nói thêm, chúng ta cần một tầm nhìn xa và bất chấp cơ mang những thất vọng trong quá khứ và hiện tại. Chúng ta hãy có can đảm và quyết tâm, đừng từ bỏ bất cứ một cố gắng nào. Nhưng ngược lại, hãy để cho mình bị kích động bởi những tiếng kêu của người nghèo và người chịu đau khổ. Kính mời cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ.
Anh chị em thân mến, ân huệ của Thiên Chúa đã xuất hiện cho chúng ta, đó là Hải Nhi Giê-xu, tình yêu nhập thể của Thiên Chúa. Đêm Giáng sinh là một đêm vinh quang và an vui, vì từ nay và cho đến mãi muôn đời, Thiên Chúa, Chúa chúng ta, đấng vĩnh cửu, đấng vô tận, là Thiên Chúa ở với chúng ta. Ngài không xa cách, chúng ta không phải tìm kiếm Ngài trong các quỹ đạo trên bầu trời hay trong một ý tưởng thần bí. Ngài ở gần, Ngài đã làm người và sẽ không bao giờ tách rời khỏi nhân loại nữa. Nhân loại đã trở thành của Ngài. Đó là một đêm ánh sáng chiếu soi những ai đi trong tối tăm. Ánh sáng đã hiện ra và bao trùm các mục đồng Bethlehem. Các mục đồng khám phá ra rằng một trẻ thơ đã được sinh ra cho chúng ta, và họ hiểu rằng tất cả vinh quang, tất cả niềm vui và tất cả ánh sáng đó tập trung vào một dấu chỉ mà Thiên Thần đã bảo họ. Các ngươi sẽ tìm thấy một trẻ thơ cuốn tã đặt nằm trong máng cỏ. Đây luôn luôn là dấu chỉ để tìm thấy Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không sinh ra trong lâu đài vua chúa, trong cái hào nhoáng bề ngoài hoặc trong quyền bính, nhưng trong sự nghèo nàn của một hang bò lừa, trong cái đơn sơ của cuộc sống, trong cái bé nhỏ gây kinh ngạc. Và để gặp được Ngài, chúng ta cần phải đi tới đó, tới nơi Ngài ở. Thưa quý vị, mỗi năm chúng ta được lãnh nhận hai ơn toàn xá với thông điệp Urbi et Orbi do Đức Thánh Cha ban cho là vào ngày lễ Giáng sinh và ngày lễ Phục sinh. Vâng, cũng vậy, lúc 12 giờ trưa thứ hai ngày 25 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã xuất hiện trên bao lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô để đọc thông điệp Giáng sinh Urbi et Orbi gửi dân thành Roma và toàn thể thế giới. Sau khi đọc thông điệp Urbi et Orbi, Đức Thánh Cha sẽ ban phép lành kèm theo ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, cũng như những tín hữu đang theo dõi qua các đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông mới, miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Bây giờ là 12 giờ trưa, chúng tôi thấy Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên ba lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô. Hai ban nhạc của đội ngự lâm quân Thụy Sĩ và cảnh sát Italia đang trình tấu quốc thiệu Vatican. Il Santo Padre Francesco a tutti i fedeli presenti. Mở đầu nghi thức, Đức Hồng Y trưởng đẳng tuyên bố chủ ý của Đức Thánh Cha ban toàn xá cho những người nói trên, miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. L'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Đức Thánh Cha đã long trọng đọc lời cầu nguyện xin Thiên Chúa nhân lành vì lời cầu bầu của Mẹ Maria, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và toàn thể các thánh mà xá giải mọi tội lỗi và hình phạt bởi tội lỗi cho các tín hữu. Ngài đọc như sau.
Xin các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là những vị mà chúng tôi dựa vào quyền bính và uy thế, cầu khẩn cho chúng ta trước Thiên Chúa. Amen. Nhờ lời cầu bầu và công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, của Tổng lãnh Thiên Thần Michael và của Thánh Gioan Battista, của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô cùng toàn thể các thánh, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót anh chị em và xin Chúa Kitô tha tội cho anh chị em cùng dẫn đưa anh chị em về cõi trường sinh. Amen. E remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae. Xin Thiên Chúa toàn năng lần tốt, ban ân xá, tha thứ tất cả tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em được hưởng thời gian để làm việc đền tội thành tâm và có công hiệu, một tấm lòng thống hối và hoán cải đời sống, được ơn thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, cùng được sự kiên trì làm việc thiện cho đến cùng. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Thánh Cha đang giơ tay ban phép lành kèm thêm ơn toàn xá. Et Spiritus Sancti. Amen. Quý vị vừa theo dõi việc Đức Thánh Cha Francisco ban ơn toàn xá và thông điệp OVFOV trong dịp lễ Giáng sinh 25 tháng 12 vừa qua. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau khi tổng đài của chúng tôi thông tin. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 1 là ngày giáo hội trong niềm vui của ngày đầu năm mới dương lịch đã cho chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, như lời nhắc nhở chúng ta hãy lấy tình con thảo mà phó dâng năm mới này cho mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ giáo hội và là mẹ của mỗi người trong chúng ta. Vậy để tiếp nối chương trình, Kim Thúy xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Hội Nhạc Thiên Quốc, một sáng tác của Linh Mục Hoàng Diệp với tiếng hát Lý Mai Trang và các em trong ban vũ phụng vụ Tam Biên Vũ Phụ Họa. Giờ đây Kim Thúy mời quý vị cùng thưởng thức. Hội nhạc thiên quốc âm say nhiều.
trong thời của mình, Chúa Giêsu, mẹ Maria và Thánh Giuse đã bị vua Herodê lùng giết. Thì đôi khi tình trạng các tín hữu Kitô ngày nay trong nhiều nước cũng gặp khó khăn khi họ mừng lễ Chúa sinh ra. Thưa quý vị, trong khi ở các nước phương Tây chúng ta, từ mùa vọng người dân đã mừng lễ Giáng sinh qua các buổi tiệc vui chơi, mùa sắm náo nhiệt, thì lại có một số nước, chính quyền ở đó đã chính thức cấm người dân không được mừng ngày Chúa Giáng sinh. Có khi họ còn bị đe dọa giết nữa. Thật là buồn thay, và đây là 6 nước mà Chúa Giêsu gần như bị cấm không được sinh ra vào ngày 25 tháng 12. Trước hết là Brunei. Sẽ bị 5 năm tù và 20.000 đô la tiền phạt. Đó là hình phạt vào năm 2015 cho một người Hồi giáo đã ngạc nhiên thấy mình bị phạm tội ác khi mừng lễ Giáng sinh. Thưa quý vị, Brunei là một quốc gia nhỏ có 420.000 người dân và 62% là người Hồi giáo. Chỉ cần gửi thiệp mừng Giáng sinh cho cha mẹ hay bạn bè cũng đã bị phạt. Các Phật tử, Kitô hữu, những người không theo đạo Hồi giáo, nếu họ muốn, họ có thể mừng lễ Giáng sinh trong gia đình mà thôi. Theo Bộ trưởng Bộ Tôn giáo, việc cấm mừng lễ là để tránh các buổi lễ tổ chức công khai và to lớn có thể hại đến đức tin của cộng đồng Hồi giáo. Quốc gia thứ hai là nước Hồi giáo Somalia. Thưa quý vị, sau khi Brunei cấm mừng lễ Giáng sinh thì Somalia cũng đã nối gót. Tiếp đến cũng là quốc gia Hồi giáo Pakistan. Thứ tư là Ả Rập Xê Út, một đất nước nổi tiếng là khắt khe nhất theo luật Hồi giáo. Và quốc gia thứ năm cấm lễ Giáng sinh là Bắc Hàn. Quốc gia thứ sáu là Trung Quốc, thưa quý vị. Có rất nhiều người Trung Quốc không theo đạo và xem việc mừng lễ Noel như lễ hội của mùa cho việc làm ăn buôn bán. Năm 2014, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã phát hành một quyển sách trong đó nêu ra chi tiết các vấn đề gay go nhất trong nước và giải thích 4 vấn đề sau. Các ý tưởng dân chủ du nhập từ các nước phương Tây, quyền bá chủ văn hóa phương Tây, phát tán tin tức qua Internet và sự tăng trưởng tôn giáo. Một ít thời gian sau, 10 sinh viên theo học tiến sĩ ở Trung Quốc công bố một bài báo phân tích hiện tượng là họ tố cáo việc sùng bái Noel và kêu gọi người dân Trung Quốc tẩy chay. Theo các sinh viên này, cơn sốt Noel ở Trung Quốc chứng tỏ việc đánh mất sự trội hẳn của tâm hồn văn hóa Trung Quốc và sự sụp đổ của chủ thể văn hóa Trung Quốc. Họ xin người dân chú ý đến vấn đề mà họ xem như một bước tiến mới để Kitô hóa đất nước của họ. Thưa quý vị, Việt Nam không nằm trong danh sách các nước cấm mừng lễ Giáng sinh do Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch và đăng trên trang nhà của Hội Dòng Miến Thánh Gia Vinh. Tuy nhiên, theo báo Người Việt, thì sự việc xảy ra tại giáo xứ Đông Kiều thuộc xã Diễn Mỹ thì đàn áp tôn giáo, công giáo nói riêng vẫn còn tồn tại tại Việt Nam. Thưa quý vị, mới vài ngày trước, báo mạng Tin Mừng Cho Người Nghèo đưa các bản tin kèm theo hình ảnh về hàng trăm thành viên hội Cờ Đỏ được công an, cán bộ địa phương hộ tống đến giáo xứ Đông Kiều thuộc xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để khủng bố giáo dân khi người ta trang trí hang đá Noel. Tin Mừng Cho Người Nghèo kể: nguồn tin của chúng tôi cho biết hàng trăm công an, dân phòng và cảnh sát cơ động kéo đến giáo xứ Đông Kiều và chặn tất cả mọi lối đi ra vào. Mấy ngày nay, công an liên tục sách nhiễu và yêu cầu người dân tháo dỡ hang đá Noel của giáo xứ. Đã có người dân bị côn đồ chém bị thương và một thầy giáo đã bị bắn vào đầu. Trước hoạn nạn này, các linh mục trong giáo hạt Đồng Tháp đã đến hiệp thông dâng lễ và cầu nguyện cho người dân nơi đây. Lãnh đạo huyện đã cảnh cáo, nếu giáo xứ không tháo dỡ hang đá thì có chuyện gì xảy ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm. Giáo dân và linh mục quản xứ tại một số giáo xứ thuộc giáo phận Vinh vẫn bị nhà cầm quyền địa phương khủng bố, sách nhiễu vì tham gia chống đấu tranh chống công ty Formosa đầu độc biển miền Trung, làm hàng triệu người điêu đứng. Và trong tâm tình này, Kim Thúy xin mời quý vị cùng hiệp ý với nhóm bạn Dâng Chúa Đời Con trong nhạc phẩm Giấc Mơ Chưa Tròn, một sáng tác của Nhất Trì Vũ. Kim Thúy xin mời quý vị cùng theo dõi. Dâng lên chờ từ kiếp, giấc mơ chưa tròn ôm ấm bao tháng ngày. Trước thiên tòa, xin Cha thương.
Quý vị, chương trình Thánh Ca của chúng ta xin được tạm ngưng nơi đây. Hy vọng quý vị vừa có được những giờ phút thật bổ ích và thoải mái. Kim Thúy xin cảm tạ quý vị đã theo dõi và đã luôn ủng hộ chúng tôi. Xin kính chúc quý vị một đêm an lành và một tuần lễ thật hạnh phúc bên gia đình và những người thân yêu. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Dâng Chúa Đời Con vào tuần sau.